Đây là nhà hát gì đấy mà có cây đường? Bên Đây là gì? Công ty Pasteur, tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt. Bác sĩ Việt Sen là người đã đề xuất thành lập viện sau 3 năm xây dựng vào tháng 6 năm 1935. Viện xây dựng xong, viện tọa lạc tại số 18 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt. À, biết rồi. Đây là kiến trúc Jensen. Còn bên này. À, chắc thiền viện Trúc Lâm à. Đây có chữ nè. Lấy hát hay là lấy cận cảnh bự, rồi lấy luôn cây đàn nha. Đây là gì đây? Ồ, hút thuốc gì đây? Nhà hàng Thủy Tạ vào năm 1919 khi hồ lớn để tạo cảnh quan trùng lắp Đà Lạt, kỹ sư Hesaran đã không quên một nét duyên cho mặt hồ là mốt tròn đảo nhỏ hình oval gần như hình tròn. Sau năm 1975 đã trở thành một nhà hàng nhỏ dưới sự quản lý điều hành của công ty du lịch thành phố Lâm Đồng. Nhà hàng Thủy Tạ. Đây là gì? Viện nghiên cứu hạt nhân. Wow.